Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Người Việt ở Berlin những hôm không lạnh, tôi ngủ ngoài đường. Sang Đức giữa dịch Covid-19, tôi rơi vào bước đường cùng. Tôi quê ở Quảng Bình, anh Nguyễn Văn Thê đã nói như vậy với đài BBC tiếng Việt từ một địa điểm ở ngoại vi Berlin. Tôi qua đây đã được hơn một năm. Chi tiết hơn 500 triệu đồng để rời quê nhà bằng đường đi lậu qua ngã Nga. Anh T tới Berlin ngay trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội tại châu Âu. Anh T là một trong số những ít người Việt Nam hiện đang sống cảnh không quần áo, tiếng lóng ám chỉ không có giấy tờ hợp pháp ở Berlin. Không quần áo là theo nghĩa bóng và không trốn lương thân theo nghĩa đen. Đây là hình ảnh anh Nguyễn Văn T hiện đang sống không giấy tờ tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Thấy chỗ nào có người cùng quê hương thì tôi xin ở nhờ. Chỗ này một ít, chỗ khác một ít, mỗi nhà độ một tuần, anh T đã nói về cuộc sống của mình trong những tháng ngày vừa qua. Những hôm không lạnh, tôi ngủ ngoài đường. Tình cảnh của anh T có lẽ không phải là hiếm hoi và cũng không phải là điều gì xa lạ đối với cộng đồng người Việt Nam ở Berlin. Họ thấy thương nên cho tôi gạo, thức ăn, tôi đi xin về ăn. Anh T kể, có nhiều người qua đây có hoàn cảnh giống tôi, rất nhiều người, chúng tôi chia sẻ với nhau. Tôi cũng xin người này một ít, người kia một ít. Những người cùng quê họ thấy mình vất vả, lâm cảnh thế này thì họ thương, họ cho tiền, người cho 50, người cho 30. Lâm bước đường cùng. Cuộc sống vất vưởng nơi đất khách chưa phải là tất cả, bởi gia đình anh T còn có một khoản nợ lớn ở quê nhà. Tôi để từ Việt Nam ra đi đã phải vay ngân hàng mấy trăm triệu, sổ đỏ, đất nhà đều đem thế chấp hết rồi. Vay ngân hàng thì số nợ gốc nằm đó, lãi suất phải trả hàng tháng, anh nói. Trả một khoản tiền lớn để ra đi, anh T mong sẽ đem đến cho gia đình một mức thu nhập tốt hơn. Bởi, như anh đã nói, việc kiếm tiền ở quê nhà khó khăn khiến gia đình anh lâm cảnh nợ chồng nợ. Tôi chọn đi Đức vì nghe phong phanh những người đã đi trước nói là qua Đức làm đỡ hơn ở quê nhà. Ở quê tôi làm nghề biển thì đói, nợ chồng nợ. Đây là hình ảnh rất nhiều ngư dân miền Trung lâm vào cảnh khó khăn sau sự cố Formosa ô nhiễm môi trường tại các tỉnh miền Trung của Việt Nam. Ở nhà là một tháng được dăm 3 triệu, họ nói ở đây có khi một tháng được mười mấy, 20 triệu đồng, đỡ hơn nhiều. Mình có thể trả được lãi ngân hàng rồi từ từ tiết kiệm đủ để nuôi con cái, gia đình. Nhưng giờ sang trúng vào đợt đại dịch, tôi thấy thực tế sai với những lời đồn đại và khác với những gì tôi tưởng tượng. Lỡ qua đây rồi, tôi ước mong làm sao trả được nợ để tôi quay về với gia đình, vợ con. Tôi đã đánh đổi tất cả hạnh phúc của gia đình để qua đây, lỡ bước đường cùng rồi, giờ phải chấp nhận và tìm cách kiếm một công việc để trả nợ. Và cảnh kiếm tiền nơi đất khách ra sao? Anh T nói công việc bình thường duy nhất mà anh từng xin được kể từ tới Đức đến nay là làm phụ việc trong một cửa hàng hoa. Có lẽ đó cũng là thời gian dễ thở nhất đối với anh. Vì anh ít nhiều cũng được gửi tiền về cho gia đình, dẫu rằng anh vẫn phải sống một cuộc sống chui nhủi. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến công ăn việc làm ở đâu cũng trở nên khó khăn. Hồi mới sang, tình hình dịch bệnh chưa nặng, có người cho tôi làm việc ở cửa hàng hoa. Tôi phụ việc dọn đồ, bưng bê cho người ta, chứ không biết làm gì khác. Được vài tháng đầu tiên, gửi được một ít tiền về, trả lãi ngân hàng. Dịch bùng phát căng quá, cửa hàng hoa đóng cửa, từ đó tôi không xin được việc làm ở đâu. Sau đó, để có tiền qua ngày, anh T nói anh phải chấp nhận làm bất cứ việc gì, kể cả bán thuốc lá lậu, trừ ăn cắp, giết người và cướp của. Có một đợt, tôi đi bán thuốc lá cho người ta, bị công an bắt. Họ không hỏi gì nhiều, chỉ lăn vân tay, chụp hình, hỏi mình ở đâu, họ tên gì, vậy thôi, rồi họ thả ra. Đây là hình ảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến công an việc làm ở đâu cũng trở nên rất khó khăn. Tôi cảm thấy họ không bực bội, căm ghét gì mà thái độ rất tốt, đối xử tốt. Khi bắt, trong người mình có thuốc lá thì họ tịch thu thuốc. Tôi buộc phải làm bất kể việc gì để có tiền sinh sống. Chỉ có ăn cắp, giết người, cướp của thì dù có chết đói tại nước Đức tôi cũng không làm. Còn các việc khác như đi bán đồ, làm thuê cho người ta, việc gì tôi cũng làm. Nhưng bây giờ bán thuốc lá lậu không ăn thua, mỗi ngày kiếm được đôi ba chục. Đang dịch bệnh, tiền ăn không có, tôi biết đi đâu được bây giờ. Tôi lúc này chỉ muốn kiếm tiền để ăn cho qua ngày,
chống chọi với mùa dịch, đâu có tiền mà ngỡ tới chuyện gì sâu xa. Và hành trình sang Đức đã được diễn ra như thế nào? Từ Việt Nam có người dẫn dắt đi qua Nga. Tôi ở lại Nga khoảng 15 ngày rồi qua đây. Người ta đưa đi, tôi không cầm giấy tờ gì. Anh Tê kể về quá trình từ Việt Nam vượt biên sang Đức. Và từ Nga sang Đức, tôi nhớ là mất khoảng một tuần. Người ta đưa đi bằng ô tô, nam cũng có, nữ cũng có, phải đổi xe mấy chiếc lần. Trên đường đi, người ta đối xử cũng tốt, nhưng tôi cảm thấy con đường đi quá gập ghềnh, quá nguy hiểm, quá sợ hãi. Lúc đi là người không, áo quần cũng không được đưa đi, vì họ bảo đi trên xe không được cồng kềnh, không được mang theo thứ gì hết. Tôi phải bỏ lại hết tất cả mọi thứ ở Nga, chỉ có bộ quần áo và đôi giày trên người mà thôi. Đây là hình ảnh đơn độc không nhà, anh Tê tạm ngồi ở trạm xe bus, ngay công viên lúc ban ngày. Nhưng hôm không lạnh thì tôi ngủ ngoài đường, anh Tê đã nói như vậy. Sang tới đây, mạnh ai nấy đi, ai có bà con, anh em, người quen ở đây thì đi tìm người nhà, còn ai không có thì tự tìm chỗ nào nhờ cậy. Trong những tuần đầu của tháng 3 vừa qua, hàng loạt báo chí lớn ở Berlin đã có các bài báo đưa tin về kết quả cảnh sát điều tra các đường dây đưa người Việt Nam lậu vào Đức và châu Âu. Các tường thuật này mô tả những trung tâm thương mại ở Berlin như một điểm quan trọng móc nối, trung chuyển người nhập lậu. Cộng đồng người Việt ở Đức đã xôn xao, nhiều doanh nhân lo lắng. Có ý kiến cho rằng truyền thông Đức cố ý mở chiến dịch nói xấu cộng đồng người Việt, chuẩn bị cho ý đồ gì đó và kết tội những trung tâm thương mại. Người Việt chi tiền để tới Đức sống khác gì người Phi, người Trung Đông, đâu có gì sai, câu hỏi cũng được người dân đặt ra. Cũng có ý kiến từ cộng đồng người Việt Nam ở Đông Đức bác bỏ những cáo buộc buôn người hay dùng lao động trẻ em từ Việt Nam mà một trang báo của Đức đã trích đăng tuần này. Thực tế, đó là những người như anh Tê thì trung tâm thương mại trở thành địa chỉ đầu tiên họ muốn tìm đến. Lúc đầu tiên tôi qua đây, tôi không quen biết ai cả. Tôi vào chợ, tôi nghe người ta nói, vào chợ thì có người Việt Nam nhiều nên tôi vào đó. Anh Tề cũng không kể chi tiết về những gì đã xảy ra khi anh tới đây, nhưng với một người không quen biết ai ở Đức, có lẽ nhờ nơi này mà anh đã tìm được những sự trợ giúp ban đầu. Ở đây có Hội đồng Hương Quảng Bình, rồi Hội đồng Hương Nghệ An, Hà Tĩnh nữa, anh đã nói như vậy. Đây là hình ảnh họp mặt Hội đồng Hương Hà Tĩnh tại Cộng hòa Liên bang Đức. Sự trợ giúp của anh trong cộng đồng có lẽ cũng là lối duy nhất mà giúp những người như anh Tê có thể kiếm được việc làm, kiếm được tiền. Dẫu cho có lẽ cả người thuê lẫn người được thuê đều biết việc trợ giúp như thế là không hợp pháp theo luật sở tại. Tôi rất sợ bị công an Đức bắt giữ, sợ họ bắt mình rồi phạt chủ thuê mình, anh Tê nói. Và chủ thương mình thấy mình hoàn cảnh khó khăn, vất vả thì họ giúp mình, thế nên thấy công an là tôi phải trốn. Không công an việc làm, không có thu nhập, không được chăm sóc y tế nếu lỡ có ốm bệnh, nhưng anh Tê nói anh sợ nhất là bị công an Đức bắt và không dám nhập trại tị nạn. Dù biết rằng cuộc sống trong trại tốt hơn nhiều so với hoàn cảnh hiện thời. Anh nói, tôi sợ nhất là bị công an Đức trả vào Việt Nam. Tôi nghe phong phanh là nhập trại cũng rất tốt, nhưng tôi sợ nhập trại thì công an Đức sẽ trục xuất tôi trở về Việt Nam. Và rồi để sang đây, tôi đã phải chi hết hơn 500 triệu đồng, đem cầm cố hết sổ đỏ, nhà cửa ra ngân hàng để có tiền ra đi. Vợ con tôi giờ vẫn phải vay mượn hàng tháng để trả lãi. Nếu tôi bị trả về bây giờ, nhà cửa sẽ mất hết. Tiếng Đức thì tôi không biết, giờ tôi chỉ mong được ai đó giúp đỡ để tôi có một công việc làm và kiếm tiền ăn cho qua đại dịch này và để trả lãi vay ở nợ ở nhà. Và giờ đây, qua đây tôi hối hận về quyết định của mình, tôi đã chọn sai con đường, anh nói. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 6 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Văn hóa Việt Nam đi về đâu. Hôm 24 tháng 11, phát biểu trong Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị cần tập trung quyết liệt thực hiện các biện pháp chấn hưng phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây là hội nghị văn hóa lần thứ hai sau 75 năm kể từ hội nghị văn hóa toàn quốc năm 1946 tới nay mới có một hội nghị có tầm vóc tương tự. Dẫn lời lại của ông Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng văn hóa soi đường cho quốc dân đi, ông Tổng Bí thư cho rằng lâu nay vị trí của văn hóa chưa được nhận thức đầy đủ. Văn hóa nói lên bản sắc của dân tộc. Văn hóa còn, dân tộc còn, ông nhấn mạnh. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
và các đại biểu dự hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào ngày 24 tháng 11. Trên mạng xã hội, các nhà phản biện xã hội, nhà văn, nhà báo đã nêu ra quan điểm về văn hóa của Việt Nam hiện nay và góc nhìn khác biệt với nhau. Trên một bài viết đăng trên đài BBC tiếng Việt, nhà văn Đoàn Bảo Châu thì cho rằng bao gồm hội nghị được tổ chức sẽ có rơi vào quên lãng, nhạt nhòa nếu không làm được một bước đơn giản đầu tiên là có được văn hóa nói thẳng, nói thật. Ông viết, nhân đang có hội nghị và các vị lãnh đạo cấp cao nhất nói nhiều về văn hóa nên tôi cũng muốn góp ý mấy câu. Văn hóa là một khái niệm bao trùm kiến thức, truyền thống, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, ngôn ngữ, cách ứng xử, thói quen của một người, một nhóm người hay của một đất nước. Tôi thấy các vị bàn về văn hóa cũng giống như việc xác định vào năm 2045 Việt Nam sẽ hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội vậy. Tức là nó không có giá trị thực tiễn với đất nước và người dân. Muốn tạo ra được giá trị thực tiễn thì cần có một cái nhìn thẳng thắn trước mọi góc độ của chủ đề nêu trên. Tránh hô khẩu hiệu và không cần nhắc lại những định nghĩa và phương hướng quá xa của văn hóa. Vậy câu hỏi đặt ra là chúng ta đang ở đâu? Cái nhìn thẳng thắn là cần thiết để biết ta đang ở đâu và muốn biết ta đang ở đâu thì cần phải so sánh với mặt bằng nhân loại. Tại sao một đất nước được gọi là văn hiến với mấy nghìn năm lịch sử mà những đóng góp về khoa học, công nghệ, văn học nghệ thuật với văn hóa chung của nhân loại lại mờ nhạt đến như vậy? Đây là hình ảnh mới đây dư luận ngạc nhiên thấy Hoa hậu Đỗ Thị Hà biểu diễn đàn trưng bài Cô gái vót chồng có nội dung xiên xác quân Mỹ ngay trên đất Mỹ. Trong những năm gần đây, chỉ có Hoa Kỳ là mạnh mẽ bênh vực Việt Nam trước những diễn biến ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông. Hoa Kỳ ủng hộ hơn ai hết hàng chục triệu liều vaccine chống COVID-19 và đặc biệt Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất trong nhiều năm nay của Việt Nam, hơn cả châu Âu và Trung Quốc. Có vị nhạc sĩ thì rên rỉ về việc thế hệ trẻ yêu nhạc Hàn, phim Trung Quốc, truyện tranh Nhật và chẳng chú ý tới phim, truyện, âm nhạc hay văn hóa truyền thống Việt Nam. Sự rên rỉ ấy chẳng đóng góp gì cho đất nước cả. Mấy nét văn hóa phổ biến, tôi thấy mấy nét văn hóa đang thịnh hành ở Việt Nam để các vị tham khảo như sau. Đầu tiên phải kể đến văn hóa mộng mơ phi lý. Việt Nam chưa bao giờ mạnh về triết học, về lý luận chủ nghĩa này nọ cả. Vậy tại sao các vị lại dám khẳng định sẽ hoàn thuận thiện về lý luận về chủ nghĩa xã hội vào năm 2045 khi mà đa phần cả thế giới đều cho rằng chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản chỉ là một giấc mơ thiếu cơ sở khoa học, đẹp đẽ về lý thuyết nhưng thực hành rất dở? Điều gì đã tạo ra sự khác biệt giữa Đông Đức và Tây Đức, Bắc và Nam Triều Tiên đây? Điều gì đã tạo ra một Cuba khốn khổ trong hiện tại? Tôi đề nghị hãy xây dựng một văn hóa nói thẳng, nói thật, văn hóa tỉnh giấc trước những mây mù lý luận. Thứ hai là nói đến văn hóa phong bì. Cái thói quen này cũng là một nét văn hóa, một văn hóa tha hóa người đưa và người nhận phong bì. Nó làm cả kẻ đưa và kẻ nhận đều thấy mình sai, hèn kém trong thang bậc làm người. Đấy là một sự dối trá lần sau lưng của pháp luật. Tiếp theo là văn hóa chửi, văn hóa đấu tố. Các vị còn xây dựng cả một đội quân chửi trên mạng, gọi là đội quân dư luận viên, với kỹ năng duy nhất là lý luận, duy nhất là mấy câu chửi bậy, gọi cả những người bằng tuổi cha mẹ, ông bà của chúng là thằng, là con, gọi người ta là ba que, đu càng, phản động, vân vân. Đây là hình ảnh rất dễ nhận ra dư luận viết trên mạng xã hội bởi những câu bình luận vô giáo dục và bẩn thỉu. Họ là lực lượng ăn lương ngân sách nhà nước và dùng số đông để dẫn dắt dư luận, chống lại những nhà phản biện chính trị xã hội. Văn hóa ngậm miệng trước bất công, trước những kẻ quyền lực cũng là một điều đang diễn ra hiện nay ở Việt Nam. Ngay cả trong ngành giáo dục, một ngành đáng nhẽ phải động viên học sinh tư duy phản biện, một xu hướng mà các nền giáo dục tiên tiến hướng theo. Chỉ với tư duy phản biện thì người học mới động não, phát huy sáng tạo và mới phát triển được mạnh mẽ. Ấy vậy mà, đa phần các thầy cô giáo chỉ biết làm theo một cách ngoan ngoãn, máy móc những chỉ thị của cấp trên. Cấp trên bảo vào báo cáo mấy trang Facebook được cho là phản động là báo cáo, không cần tìm hiểu những người ấy là ai, họ biết gì.
Khi giáo viên như vậy thì học sinh đương nhiên sẽ trở thành những công dân ngoan ngoãn, lãnh đạo nói gì biết nấy, sẽ biết cúi lưng dạ vâng, làm bất cứ mệnh lệnh gì kể cả sai trái. Điều ấy tưởng là ai khi nó tạo ra một xã hội ổn định, xã hội nhưng về lâu dài nó làm yếu đi nhiều sức mạnh của cả dân tộc. Rồi đây khi ngoại bang xâm lăng đứng trước tòa án quốc tế để tranh biện về một tranh chấp nào đấy thì lấy đâu ra nhân tài để bảo vệ quyền lợi đất nước được thành công. Tiếp theo là tư duy phản biện. Muốn một nền giáo dục văn minh, một văn hóa mạnh mẽ thì tư duy phản biện là then chốt, là điều cốt tử không thể thiếu. Điều ấy đa phần những người trong hệ thống chỉ trệ, dập khuôn máy móc không thể nhìn ra được. Đừng nhìn vào mấy con đường cao tốc, mấy tòa nhà cao tầng rồi ngửa mặt lên tự hào. Hãy so sánh với Trung Quốc để thấy đất nước ta tụt hậu đến đâu. Chúng ta bị xâm lăng văn hóa từ Hàn Quốc, từ Nhật Bản, từ Trung Quốc, từ Mỹ, chính bởi văn hóa chúng ta đang quá yếu ớt, mà yếu ớt là bởi quan niệm cổ hủ, bảo thủ, lấy mệnh lệnh chính trị để tạo khuôn mẫu cho văn hóa. Đây là hình ảnh nhiều người ngạc nhiên khi nghe ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn văn rằng mây đen phủ kín toàn cầu, nhưng mặt trời tỏa sáng ở Việt Nam. Và tiếp theo là thứ văn hóa chịu mệnh lệnh chính trị là thứ văn hóa cơm nắng, thiếu chất và giả tạo. Nó bị xâm lăng, bị bắt nạt và điều như đương nhiên. Đã chịu lép vế về văn hóa thì sẽ phải chịu những kém cạnh khác. Bởi văn hóa là sức sống nội tại của một đất nước. Nó có tác dụng thúc đẩy những mặt khác để cùng phát triển. Hãy nhìn xem, chưa bao giờ trong lịch sử mà tương quan sức mạnh giữa ta với Trung Quốc lại chênh lệch đến như bây giờ. Nhìn lại lịch sử để thấy ông cha ta mạnh mẽ ra sao, chẳng cần nói thêm điều này. Bao nhiêu hội nghị được tổ chức cũng sẽ rơi vào quên lãng nhạt nhòa nếu không làm được một bước đơn giản đầu tiên là có được văn hóa nói thẳng, nói thật. Tôi chỉ có một là một người dân ít học nhưng coi trọng việc suy nghĩ thật và nói được vài nhận thức khiêm tốn. Các vị lãnh đạo học cao, quyền cao, chức trọng sao không nhìn thấy được những điều cơ bản ấy? Nhà văn Đoàn Bảo Châu đã nêu ra nhận định của mình như thế. Còn trên trang Facebook cá nhân thì nhà báo Nguyễn Thông đưa ra bình luận tiếp như sau. Hôm nay 24 tháng 11, nhà cai trị xứ này tổ chức hội nghị văn hóa toàn quốc. Sau 75 năm kể từ hội nghị lần thứ 2 vào năm 1946, giờ mới chú ý tới văn hóa, quá lâu rồi, hèn gì văn hóa xuống cấp thảm hại. Văn hóa là khái niệm rất rộng chứ không phải chỉ là hát hò, thơ phú, phim ảnh, kịch cọt, nhảy nhót, vân vân. Nhưng nó rất hẹp bởi chỉ gắn với con người, chưa ai nói văn hóa của lợn, của cừu bao giờ cả. Người ta chỉ nói khóc khác con lợn ở chỗ văn hóa, còn người mà không có văn hóa thì chưa bằng một con lợn. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm đớp miếng thịt bò ở London có giá 45 triệu đồng, tức là tương đương với 3.000 ổ bánh mì thịt hoặc 30 hộ gia đình được hỗ trợ trong cơn đại dịch Covid vừa qua. Hàng trăm bài bình luận và bản tin khác nhau được đăng tải trong và ngoài nước về sự kiện này, nhưng các báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam được lệnh phải hoàn toàn câm mồm. Còn bàn về văn hóa, có người nói với nhau cả tháng cũng chẳng nói được một góc, nên chỉ khi khác tranh cãi. Tôi chỉ nhắc lại rằng muốn dân tộc, đất nước, nhân dân, cộng đồng có văn hóa thì mấy ông bà lãnh đạo cầm quyền phải gương mẫu thực hiện trước nhất. Đâu có cái thói miệng nói một đằng, thân làm một nẻo, đó chỉ là phản văn hóa, thì còn làm gương văn hóa cho ai được. Khuyên con người ta đừng tham quyền cố vị, nhưng mình cứ bám giữ chức tước, bổng lộc, quyền hành cho bằng được. Khuyên mọi người tiết kiệm giản dị, nhưng mình thì chơi nhà cao, cửa rộng, xe sang, ăn ngon, mặc đẹp. Đứa đệ tử chơi ngông, ăn thịt bò rắt vàng, làm xấu thể diện quốc gia trước thiên hạ mà cũng không dám mắng nó một lời. Khuyên thiên hạ tôn trọng luật pháp, nhưng bản thân mình xé luật pháp hơn xé giấy vụn. Khuyên mọi người đừng phá rừng, nhưng mình trồng và biểu diễn toàn cây cổ thụ. Mọi người gốc im mãi vẫn không sửa, cứ bỏ ngoài tai. Và khuyên cán bộ đảng viên chú trọng thực chất, nhưng mình thì quấn đầy người những lời ca tụng, băng rôn, khẩu hiệu, cờ quạt. Nói tóm lại, đừng nghe các ông bà ấy nói, cứ hé mắt coi các ông bà ấy làm, có văn hóa hay không là biết ngay. Nhà báo Nguyễn Thông đã nêu ra quan điểm của mình như thế.